vì sao cá koi lại bị mất màu sau một khoảng thời gian nuôi? Cá koi nổi tiếng với vẻ đẹp đặc trưng, sự đan xen những màu sắc sặc sỡ và nổi bật. Chính vì thế, cá koi mất màu khiến không ít người chơi cá koi lo lắng và khó chịu. Nhưng tại sao lại có hiện tượng này? Kplus sẽ giải thích cho bạn trong video sau đây. Phần lớn người chơi cá koi lâu năm đều biết rằng, màu sắc của cá koi phụ thuộc vào 3 yếu tố chính là giống cá, nguồn nước và thức ăn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cá koi mất màu, bay màu là do đâu. Dưới đây là 5 nguyên nhân làm cho cá koi bị mất đi màu sắc vốn có. 1. Do di truyền. Đây là nguyên nhân gây nhiều khó khăn cho người chơi cá koi, bởi di truyền thì không thể thay đổi màu sắc và tránh được tình trạng cá koi mất màu. Trong một đàn cá koi sẽ có những chú cá không được thừa hưởng những nét đẹp của bố mẹ. Chính vì thế khâu chọn lọc để chọn ra những chú cá koi vừa đẹp và khỏe là vô cùng quan trọng. 2. Chất lượng nước. Chất lượng nước không đảm bảo như bị ô nhiễm hoặc các nồng độ pH, nhiệt độ, hàm lượng oxy không đạt chuẩn có thể là nguyên nhân khiến cá koi mất màu, bay màu. Để cá lên màu tốt nhất, nước hồ cần phải ổn định các yếu tố như nhiệt độ chuẩn trong hồ cá koi là từ 20 đến 27 độ C, có thể chênh lệch 1 đến 2 độ C. Nếu nhiệt độ nước trên 30 độ C, thì oxy sẽ giảm mạnh gây ảnh hưởng đến hô hấp và màu sắc da của cá koi. Độ pH ở ngoài khoảng 7 đến 8,5 sẽ làm cá koi bị mất màu. Ngoài ra, cá koi không được bổ sung khoáng chất hòa tan, vi chất, vitamin cũng sẽ ảnh hưởng tới màu sắc của cá. 3. Ánh sáng. Ánh sáng mặt trời với cá koi rất quan trọng. Đối với hồ cá koi ngoài trời thì bạn không cần lo lắng. Nhưng hồ cá trong nhà bí bách, thiếu ánh sáng mặt trời tự nhiên có thể làm giảm sắc tố trên da cá koi. Ánh sáng vừa giúp cá koi dễ dàng quan sát để bơi lội, đớp mồi, vừa cung cấp UV cần thiết. Tia UV có tác dụng kích thích vitamin, tăng sự tích tụ khoáng chất và sự phát triển của tảo. Màu sắc trên da cá koi cũng cần tia UV, nếu thiếu sẽ dẫn đến giảm sắc tố, từ đó làm mất màu, bay màu cá. 4. Thức ăn. Thức ăn tăng màu cho cá koi sẽ giúp cá lên màu đẹp và giữ được màu. Tuy nhiên, nếu không bổ sung thức ăn lên màu cho cá koi đúng cách, đúng liều lượng và thời điểm lại là nguyên nhân khiến cá koi mất màu. Khi cá koi bị mất màu, đừng quá nóng vội cho cá ăn thức ăn tăng màu bừa bãi vì có thể gây hại cho cá. Thêm vào đó, nếu quá chú trọng vào thức ăn tăng màu mà không quan tâm đến các chất dinh dưỡng cân bằng cho cá koi, thì cá không những mất màu mà còn không đủ chất để sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. 5. Cá koi bị nhiễm bệnh. Cá koi bỗng dưng mất màu thì có thể là đang bị nhiễm bệnh. Khi thấy cá có dấu hiệu phai màu, nhợt nhạt, bơi lờ đờ, tách đàn, bỏ ăn hoặc các dấu hiệu khác trên da thì cần theo dõi kỹ hơn. Tìm ra bệnh lý mà cá đang mắc phải để điều trị kịp thời và tránh lây lan cho đàn cá. Để biết cách khắc phục hiện tượng cá koi nhạt màu, mất màu khó chịu này, mời bạn tham khảo thêm các video khác của Kplus hoặc liên hệ hotline tư vấn miễn phí 0866640820. Audio Jungle.